cà phê kết rung hình. Hello các bạn ơi, hôm nay mình đi chơi các bạn ơi. Hôm nay là ngày thứ bảy. Mình với bà xã mình đi qua bên Pháp, thành phố mình đến là thành phố Strasbourg. Từ nhà mình mà đi tới thành phố Strasbourg khoảng 300 cây số, giống như là từ Sài Gòn mình đi ra đến Đà Lạt á. Bây giờ là 9 giờ 5. 9 giờ 5 thì xe buýt dừng để cho khách ăn sáng, ăn điểm tâm rồi xong mới chạy tiếp. Bây giờ mình đang ở trên xa lộ số 61 đi tới thành phố Landau rồi, trước nữa là thành phố Landau rồi. Bữa nay thời tiết ở nước Đức rất là dễ chịu, nhiệt độ bây giờ là khoảng chừng 22 độ à. Khởi hành từ lúc 6 rưỡi hoặc 10 giờ sang tới nơi đi. Còn phải chừng 300 cây số đấy. Một tiếng nữa, tiếng hồ nữa tới. Trời, sáng đi tối về, sợ chưa? Cà phê này, cà phê nước Đức như trẻ, như kẻ, không hốt, nó đặc. Phía trước mình là xe buýt mình đi. Bây giờ đang dừng để 20 phút để người ta ăn sáng, xong rồi đi tiếp. Trên xe bus ở bên Đức là nó có toilet các bạn, mình chỉ toilet này. Đó, toilet này. Đây, cửa này, cửa toilet này. Đó, xe bus đó. Đây, chỗ này toilet ở dưới đó, cái tường đó. Đó, xe bus bên Đức nha. Đây, các bạn thấy cái cảnh này, cảnh bên Pháp đó nha. Mình sắp tới thành phố Strasbourg rồi, còn quá chừng 20 cây số nữa. Thành phố Strasbourg rồi các bạn ơi, bên Pháp. Đây xe đang chạy trên cái xa lộ này, chạy thẳng vào Strasbourg luôn. Tòa nhà phía trước mặt mình nữa là tòa nhà của Quốc hội châu Âu á, là Quốc hội của 27 nước thành viên châu Âu. Người đứng đầu của Quốc hội này là bà người Đức tên là Ursula von der Leyen của đảng CDU. Ơi, giờ bút hồi dừng ở đây nè. Để mình tới mình tham quan cái tòa nhà Quốc hội châu Âu. Ở bên phải mình đây nè, là tòa nhà Quốc hội châu Âu, Quốc hội của 27 nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Đây, khách đi cùng xe với mình, ta cũng chụp hình để quay phim rồi này kia. Ja, aus bei.
Đây thì tới cửa mình phải trình cái ao survey người ta mới cho mình vô. Đây các bạn ơi, mình mới vừa vô cửa cổng cổng các bạn ơi. Kiểm tra giấy tờ xong rồi. Đó. Cái này chắc phải mua vé hay sao nè. So, các bạn ơi, kìa rồi mình vừa rồi mình mới qua kiểm tra an ninh các bạn ơi, giống như mình lên máy bay đó. Kiểm tra an ninh ba lô, túi sách rồi sau mình mới vào đây. Là đó, ở phía trong của tòa nhà Quốc hội á. Tòa nhà Quốc hội châu Âu. Quay cho các bạn xem. Bây giờ mình đi vô trong nè. Đó, cờ của 28 nước, 27 nước, 27 nước châu Âu. Ah ouais, aussi. Moi je vous dis.
Giờ bus nó dừng ở đây 4 tiếng đồng hồ, tới 4 giờ rưỡi mới trở ra bus để mà đi về. Có nghĩa là từ nhà mình đi ra tới đây là 300 cây số, đi 4 tiếng, tính luôn là 20 phút là nghỉ giải lao buổi sáng sớm. Đó, bây giờ mình đi dạo ở trung tâm thành phố Strasbourg. À, bên này có dòng sông ha. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi, buổi trưa rồi.
Vô cửa hàng này để vô được gallery nè. Các bạn ơi, mình đã đi chơi, chuẩn bị về tới nhà rồi. Giờ là 8:20 rồi, coi như là 4 tiếng đồng hồ. Đi 4 tiếng hay đi 4 tiếng về 4 tiếng. Tính luôn giờ giải lao là 300 cây số, đi 300 cây số về 300 cây số. Còn ở cũng đi giống chơi như nữa. Từ Sài Gòn mình đi Đà Lạt vậy đó. Còn ở đấy còn đi tham quan các nơi nữa mà. Thế có 14 tiếng đồng hồ kinh chứ. Còn Đà Lạt thì coi như là đi đúng một ngày rồi. Bây giờ 8:20 rồi, giờ mình đánh xe về nhà luôn. Coi như kết thúc một chuyến đi trong ngày á. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn cái video lần sau. Rồi. Hello. Bye bye.